Pug không phải là một giống chó tự nhiên, và đáng thương rằng chúng được tạo ra chỉ vì sở thích nuôi một chú chó có vẻ ngoài ngộ nghĩnh của con người. Pug ban đầu không phải là một giống chó có mặt ngắn, mũi ngắn và ngộ nghĩnh như ngày nay. Loài Pug mà bạn nhìn thấy bây giờ là kết quả của việc ép lai giống khi có nhiều người yêu thích cún cưng có vẻ ngoài như hiện tại và sẵn sàng chi trả số tiền khá cao để sở hữu giống chó này. Điều này thực sự đã hủy hoại cuộc đời của những con Pug. Bức ảnh hộp sọ có hình dạng méo mó bên trên không phải do tác động một cú va chạm hay tai nạn nào đó, mà chính là hộp sọ bình thường của một con Pug. Nếu bạn nhìn kỹ, hộp sọ này không hề có phần mũi. Bộ phận để hô hấp bình thường là mũi dường như đã bị đất cắt bỏ, cán dẹp hay cố ý đẩy thụt vào trong. Đây hoàn toàn là kết quả của bàn tay lai tạo từ con người. Cấu trúc hộp sọ trên có tên là chứng đầu ngắn và được xem là thảm họa của ngành giải phẫu học. Có rất nhiều loài chó có chứng đầu ngắn như Pug, Bulldog, Bull Pháp, thạch sư khuyển của Tây Tạng hay chó Boston Terrier. Chúng được xem là giống loài đáng thương nhất hành tinh. Chứng đầu ngắn khiến mũi của chúng không thể hô hấp bình thường. Những chú chó này phải sống một đời khổ sở khi không thể thở bình thường, không có được giấc ngủ ngon vì không tiếp nhận đủ oxy. Một bác sĩ thú y giấu tên đã chia sẻ trên trang Reddit rằng đã cứu chữa cho một con Pug rơi vào tình trạng hôn mê và cơ thể tím tái. Đây là hiện tượng rất thường xuyên xuất hiện ở loài chó đầu ngắn. Cô buộc phải đặt ống thở cho chú chó và da nó bắt đầu trở lại hồng hào. Đó là lần đầu tiên con chó Pug cảm nhận được mình được hít thở bình thường trong suốt cuộc đời nó. Điều này thực sự làm cô đau lòng và bỏ qua mọi lợi nhuận kinh doanh để đưa câu chuyện này đến bất cứ ai nuôi chó đầu ngắn hoặc có ý định mua giống chó này. Cách duy nhất để cứu rỗi cuộc đời chúng chính là giải phẫu mũi, nhưng số tiền bỏ ra không hề nhỏ, dao động từ 45 đến gần 300 triệu đồng. Không chỉ khó thở, chúng còn mắc các chứng bệnh khác như cao huyết áp, viêm da và đau mắt. 100 năm trước, chó Pug không hề có hình dạng như bây giờ. Pug ngày nay mập mạp hơn, da nhăn và có chiếc mũi ngắn. Theo bác sĩ thú y Jess Norris, nguyên nhân của những cuộc đời đáng thương này chính là con người. Họ đã nhân giống dựa trên sở thích về gương mặt ngắn của các con bố và mẹ có ren khác biệt. Mặt dẹt, mũi ngắn là ren khiếm khuyết và chúng trở thành tình trạng phổ biến do bàn tay của con người. Đó là đặc điểm do con người chọn lọc và nó đang khiến số phận của nhiều loài chó phải khổ sở, bác sĩ Norris nói. Thậm chí việc sinh sản của giống chó đầu ngắn cũng gặp phải khó khăn. Hiện tại đã có nhiều tổ chức tuyên truyền về việc nuôi và tiếp nhận nhân giống những loài chó đầu ngắn này. Ngoài ra, người nuôi cần chọn những loài chó khỏe mạnh và tích cực hơn để chấm dứt những số phận thống khổ như vậy.